Trở về sân nhà Mỹ Đình, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo quyết tâm có chiến thắng để đoạt vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022. Mặc dù vậy, Quế Ngọc Hải và các đồng đội cần phải tập trung để tránh bị bàn thua trước. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá, nơi chia sẻ thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Giờ đây là nhận định bóng đá, trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1 năm 2023. Việt Nam và Indonesia vẫn là cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi khi cánh cửa đi tiếp còn bỏ ngỏ cho cả hai đội. Với lợi thế sân nhà, trận bán kết lượt về, thầy trò ông Park Hang-seo có nhiều thuận lợi hơn để cầm tấm vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022. Ở trận lượt đi, sự lập lờ của học sinh Tây Giang và chấn thương của thủ môn Nadeo Agawinata cuối cùng đã rõ Người gác đền này đã chơi đủ 90 phút trong trận bán kết lượt đi mà không có dấu hiệu cho thấy dư âm của chấn thương. Theo thông tin từ truyền thông Indonesia, huấn luyện viên Sinh Tây Giang có đầy đủ tinh binh trong chuyến hành quân đến Mỹ Đình. Đối với đội tuyển Việt Nam, dù bị xăm soi nhiều sau những pha bóng quyết liệt hơn mức cần thiết, nhưng đến nay, Văn Hậu vẫn chưa bị nhận thẻ phạt nào. Trong lúc đó, Văn Thanh và Hoàng Dũng đã nhận mỗi người một thẻ vàng trong chuyến làm khách ở trận bán kết lượt đi vừa qua. Dù vậy, cả hai vẫn đủ điều kiện ra sân trong trận lượt về này và chỉ bị chiêu giò nếu nhận thêm một thẻ vàng và đội tuyển Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết. Nói cách khác, cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều bảo toàn được lực lượng mạnh nhất cho đến thời điểm này. Đó là thông tin tích cực để hy vọng vào một trận cầu chất lượng. Càng đi sâu, độ khó cho các đội tuyển càng đi sâu, độ khó cho các trận đấu đối với đội tuyển Việt Nam càng tăng. Thực tế cho thấy đoàn quân luyện viên Park Hang-seo không gặp quá nhiều thử thách ở vòng bảng, nhưng đã đối mặt với nhiều khó khăn khi đối đầu với Indonesia ở bán kết. Đến lúc này có một thực tế đáng mừng là đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được phong độ ổn định. Chúng ta là đội bóng duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào. Cần biết là trong hành trình vừa qua, học trò của Liên Park Hang Seo đã phải đối mặt với những đội bóng có hàng công khá sắc sảo như Singapore, Malaysia và mới đây nhất là Indonesia. Sự vững trái của hệ thống phòng ngự, đặc biệt là thủ thành Đặng Văn Lâm cùng với một chút may mắn giúp cho đội tuyển Việt Nam kéo dài chuỗi trận thất bại ở AFF Cup 2022 lên con số 5. Phía bên kia chiến tuyến, Indonesia cũng đang thể hiện phong độ đáng gờm. Họ không phải đối đầu với những đối thủ mạnh như đương kim vô địch Thái Lan hay ứng viên vô địch Philippines. Cùng với đó là trận lượt đi, cùng với đó là trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau tất cả, đội tuyển Indonesia đến lúc này vẫn thể hiện được bản lĩnh, năng lực chuyên môn của một ứng viên cho chiếc cúp vô địch. Giống như đội tuyển Việt Nam, Indonesia đang bất bại với 3 trận thắng, 2 trận hòa ở AFF Cup 2022. Đây không phải là kết quả bất ngờ bởi trước đó trong hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 122, Indonesia đã đánh bại Curacao ở cả hai trận giao hữu. Nên nhớ Curacao là đội bóng có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA và từng là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam chỉ thủ hòa ở King Cup sau 90 phút. Trận hòa 0-0 trước Indonesia đã mang về chút lợi thế cho đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về này khi chúng ta được chơi trên sân nhà. Mặc dù vậy với thể lệ bàn thắng trên sân khách, kết quả này cũng chưa chắc đã là một lợi thế đối với tuyển Việt Nam bởi nếu như chúng ta bị thua bàn trước trong trận đấu bán, bán kết lượt về thì rất khó để lật ngược thế cờ khi Indonesia chơi tử thủ vì thế mục tiêu của thầy trò viên Park Hang Seo trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình là phải có chiến thắng và chiến thắng cũng là cách duy nhất để chúng ta giành vé vào chơi trận chung kết cách đây 3 ngày tại Bung Karno Indonesia đã từ bỏ lối chơi phòng ngự số đông để tấn công nhằm hướng đến một trận thắng nhưng bất thành có thể giải thích cho thiên hướng chiến thuật này của viên sinh tê giang là họ có điểm tựa sân nhà khán giả nhà nên sự tự tin mạnh dạn trong lối đá cũng là điều dễ hiểu nhưng ở trận lượt về indonesia phải làm khách mọi ưu thế đối với thầy trò ông sinh tê giang là không còn nên nếu chọn cách sung trận thận trọng cũng là sự hợp lý của indonesia tuy có chút bất lợi sau trận hòa 0-0 nhưng tỷ số này vẫn là điểm xuất phát nên indonesia không cần buộc phải có chiến thắng trong 90 phút. Họ có thể chơi chậm chắc đưa trận đấu loạt sút penalty 11 m Với tính chất ấy, rất có thể huấn Sinh Tây Giang sẽ sử dụng chiến thuật dựng xe buýt. Một khi đối thủ chơi phòng ngự số đông, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp rất nhiều thử thách và khó khăn trong việc trong việc khoan phá khung thành của đối thủ. Trong lần đầu tiên chơi với sơ đồ 3, trung vệ Adianto Zodiabat và Ricky Rio Indonesia đã xây dựng một phòng tuyến khá vững chãi khiến cho mọi đợt thám thành của đoàn quân huấn luyện Park Hang-seo đều không thể thành công. Thế nên thách thức đặt ra đối với đoàn quân huấn viên Park Hang-seo trong trận đấu lượt về này là rất lớn. Indonesia phòng ngự rất vững chắc nên trước tiên tiến linh Văn Đức cần phải tận dụng hiệu quả các cơ hội an bàn được tạo ra bởi đối đầu với một đối thủ có khả năng sẽ phòng ngự số đông lại được chỉ huy bởi một cầu thủ nhập tịch như Jordi Amat rất giỏi thì chưa chắc đã có nhiều cơ hội để ăn bàn nếu không biết chắt chiu và có thể đội tuyển Việt Nam sẽ phải trả giá. Ở trận đấu lượt về này, rất có thể huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ có nhiều điều chỉnh ở đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam sau trận bán kết lượt đi theo hướng gia tăng sức mạnh hàng công. Một số cầu thủ có mặt ở danh sách 11 cầu thủ đá chính tại Indonesia không có khả năng tấn công giỏi bằng một vài gương mặt trên băng ghế dự bị. Một vấn đề nữa là cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển Việt Nam một khi đối đầu với đối thủ Chơi cố thủ, Malaysia đã hạ Singapore 3-0 nhờ tài biến hóa của Kim Pangon trước lối chơi phòng ngự số đông trong lúc đội tuyển Việt Nam lại bất lực. Đây là bài học để huấn luyện viên Park Hang-seo cùng cộng sự có sự linh hoạt trong việc vận hành chiến thuật khi đối mặt với đối thủ có lối chơi phòng ngự tiêu cực. Nhìn tổng thể, đây là một trận đấu dự báo sẽ khó khăn với đội tuyển Việt Nam khi Indonesia là đối thủ rất mạnh. Nhưng với điểm tựa sân nhà cùng với chút may mắn, niềm tin để thầy trò huấn Park Hang Seo giành vé vào chơi trận chung kết là khá sáng. Với những phân tích trên thì team bóng đá dự đoán với lợi thế sân nhà cùng tinh thần đang lên đội tuyển Việt Nam sẽ có chiến thắng trước đội tuyển Indonesia để đoạt vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022. Dự đoán team bóng đá tỷ số sẽ là 2-0 như với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 19 h 30 phút ngày 9 tháng 1 năm 2023 theo bạn giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển indonesia đội bóng nào sẽ giành chiến thắng hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá xin cảm ơn và hẹn gặp lại